Xin chào mừng các bạn đã đến với bài ngày hôm nay và trước khi mà chúng ta đi viết những cái công thức đầu tiên để uh, tính được uh, số lượng hóa đơn, số tiền hóa đơn và theo những cái điều kiện như thế này ấy, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái bài hôm nay về thời gian. Bây giờ thì uh, chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau, nếu mà bây giờ chúng ta uh, có một cái mốc thời gian như thế này, các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình mình sẽ vẽ ra cho các bạn nhìn thấy. Đây là cái trục thời gian của chúng ta. Vậy bây giờ thì ở giữa này, đây là ngày hôm nay, hôm nay là 23 tháng 9. Đó, thì bây giờ nếu mà những cái hợp đồng ấy mà nó muộn 30 ngày chẳng hạn thì muộn có nghĩa là trong quá khứ, có nghĩa là nó sang về phía bên tay trái. Vì cái trục thời gian này nó đi từ trái qua phải, ở đây là thêm thời gian sẽ là cộng vào và ở chỗ này thì sẽ là 30. Thì có nghĩa cái số 30 này sẽ bằng là 23 tháng 9 mà trừ đi 30. Đó, thì bây giờ tiếp theo, cái mốc này là mốc 60 này. Mốc này là mốc 60 và mốc này là mốc 90. Ở đây. Ok. Bây giờ thì chúng ta nếu mà chúng ta lấy cái ngày hôm nay trừ đi 30 thì chúng ta sẽ được cái khoảng này. Đây. Ở đây. Có nghĩa là từ 0 cho đến 30 ngày thì chúng ta sẽ lấy cái điều kiện của chúng ta ở đây là cái điều kiện của chúng ta sẽ là phải chiều như thế này, phải lớn hơn hoặc bằng 23 tháng 9 trừ đi 30 và tiếp theo là sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng nhỏ hơn hoặc bằng 23 tháng 9 đó và nếu mà chúng ta lấy từ 31 cho tới 60 ngày từ 31 ví dụ ở đây ở chỗ này là 31 đấy từ 31 cho tới 60 ngày thì điều kiện của chúng ta viết như thế nào thì 31 này có nghĩa là như nào 31 ngày có nghĩa là 23 tháng 9 ở đây 23 tháng 9 trừ đi 31 trừ đi 31 ngày và 60 ở đây nghĩa là gì? 60 ở đây cũng là 23 tháng 9 trừ đi 60. Ok như vậy là cái điều kiện mà chúng ta sẽ viết ở trong 31 cho tới 60 ngày có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái ngày của chúng ta ấy, chúng ta phải so sánh là cái ngày nó phải nhỏ hơn hoặc bằng cả 23 tháng 9 trừ đi 31 và nó phải lớn hơn hoặc bằng 23 tháng 9 trừ đi 60 thì chúng ta mới được cái khoảng này. Thì tương tự như vậy đối với cái khoảng từ 60 đến 90 ngày hoặc là lớn hơn 90 ngày. Ở đây cái khoản nợ của chúng ta lớn hơn 90 ngày, có nghĩa là cái ngày chúng ta so sánh ấy nó phải nhỏ hơn 23 tháng 9 trừ đi 90. 23 tháng 9 trừ đi 90 ngày. Trừ đi 90 ngày ở đây thì là những cái ngày mà chúng ta xét đến ở trong cái data của chúng ta ấy nó phải nhỏ hơn cái khoảng này thì hy vọng là qua cái hình vẽ này thì các bạn có hiểu được là cái điều kiện của chúng ta sẽ viết như thế nào và ở trong video lần sau thì chúng ta sẽ đi tính chúng ta sẽ điền công thức vào cho tất cả những cái ô màu xanh này của chúng ta cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở video lần sau